Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Người già công ty vẫn được quốc tịch Mỹ, văn phòng quốc tịch Mỹ 714 595 1841. Gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 để có vé máy bay giá ưu đãi đến Việt Nam. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. 888 880 8345. trở lại với thời sự thế giới ngày hôm nay lễ chiến sĩ trần vong chúc quý vị một ngày lễ thật nhiều niềm vui đi đâu cũng vui cả ngọc lan đang vừa trình bày liên quan đến việc mà không những người nghèo thắt lên bục bụng, bụng. nói chuyện đương nhiên rồi do vấn đề lạm phát nhưng mà kể cả người giàu nữa à, trước khi ngọc lan tiếp tục thì chúng tôi cũng nhân cái câu hỏi đó mới biết được là tại sao walmart có những người từ xưa tới giờ họ chưa bao giờ đi vào walmart cả mà trong thời gian vừa qua đó họ vô lại cho nên walmart vừa rồi trong tháng Tư vừa rồi lại báo cáo lợi nhuận tăng đột biến à, họ nói rằng ô hôm nay tự nhiên tôi thấy là có số người giàu vào họ mua mà họ mua hàng loạt nữa thì bây giờ cái vấn đề tiết kiệm ở đây đó là thay vì đi vào trong những cái à, à, cái khu siêu thị mà đắt tiền Whole Foods vân vân đại loại như thế thì bây giờ họ đi tìm họ nói rằng Ủa tại sao mà cũng một cái ổ bánh mì như vậy cũng bao nhiêu thậm um, chí cam vân vân như thế mà tại sao trong walmart giá nó thấp hơn nhiều so với giá ở các siêu thị này cho nên họ nói là tại sao mình vô lý như thế mặc dầu mình giàu mặc dầu mình có cái lương cũng rất là tốt như thế nữa nhưng mà với tình hình như thế này thay vì một đồng ngày xưa mình có thể mua được một món đó bây giờ mình không mua được món đó nhưng mà mình vô trong walmart mình mua được thì tại sao không vào Walmart? Yeah. thì cái tình hình hiện nay với các nhãn hiệu mà Hồng Lan hồi nãy vừa trình bày Burberry vân vân đó, rồi các nhãn hiệu Hennessy hiện nay Biggestone. thì người ta cả... giảm vấn đề tiêu thụ đi đúng rồi tất cả đều giảm hết bởi vì họ thấy là hàng tồn kho của họ nhiều quá. Oh. Nếu như trước đây người ta có thể vào cái giai đoạn năm 2019 Cuối năm 2019 Kinh cho đến năm 2022 ha. đó yeah. là giai đoạn đó mặc dù là đại dịch Covid 19 uh nhưng mà đó là giai đoạn những người giàu á lại giàu lên rất là nhiều ừ. à, nhiều người phất lên đó là giai đoạn mà kinh tế nó lại không nó nó giống như là cái cái chuyện mà người ta kiếm tiền được nhiều nhưng đến thời điểm này thì họ thấy là cái sự đó nó là cái việc đó nó hoàn toàn đã thay đổi rồi nó có khác đi à, đối với người Mỹ đó những người mà nắm giữ gọi là 70 phần trăm những cái tài sản khổng lồ ở Mỹ á, là những người từ 54 tuổi trở lên À, Ngọc làm mới biết theo thống kê 54, 54 tuổi đấy. trở lên là rồi. là đến 70% trong thành số đạt. này yeah. là nắm giữ những cái tài sản khổng lồ ở Mỹ ừ. nhưng mà ở trong cái giới này cũng bắt đầu chậm lại trong cái việc mà thận trọng trong cái chi tiêu của mình họ ừ. không có thoải mái như ngày xưa nữa bởi vì ngay cả chúng ta chúng ta thấy hồi dịch Covid-19 tiền nhiều quá được cho tiền chính phủ cho ừ. tiền ừ. người ta có thể ăn uống sắm sửa rất là nhiều nhưng mà bây giờ đi đâu á, cũng nghe một cái câu là À, te tua, cả đắt giá đặt, giá cả đắt đỏ quá cho nên là uh, Burberry nhãn hiệu Burberry này là giảm 40% doanh thu Còn cái hãng nhãn hiệu rượu Tennessee rồi do LV họ thấy hàng tồn kho nhiều quá Rồi bây giờ đối với lại Walmart mà anh Thụy đang nói Người ta cũng thấy rằng là thường là dành cho giới thu nhập thấp Mà bây ừ. giờ những người thu nhập trên 100 ngàn một năm người ta vẫn chọn Walmart để người ta đi để yeah. mà tiết mm -hmm. kiệm tiền thì như vậy ngay cả bản thân mình cũng Nhưng tiết kiệm nói gì thì nói người giàu vẫn thích mua những cái hàng hiệu ngày hôm nay quý vị đến sao Coast Plaza và có thể sẽ thấy ba cửa tiệm lớn danh tiếng Bulgari, Cartier và Gucci Bản tin mới nhất ghi nhận được sao Coast Plaza vừa có 3 người, 3 chủ cửa tiệm sang trọng thuê mướn và làm gia tăng thêm cái vị thế của sao Coast wow. Plaza. Nhưng mà Tuyệt có hay một gia yeah, hay để đi mua vô sao Coast Plaza những cái tiệm mới vô là đó. phải phải xếp hàng rồi phải có hoặc là ghi trước. Là cái ha, yeah. đó đó. Nhưng mà anh Thủy có một điều á người yeah. ta thắt lưng buộc bụng trong chi tiêu. Nhưng mà du lịch thì lại họ lại vẫn chi nha. À, những người bà, mà người ừ, ta đúng. thống kê cho thấy những người đi du thuyền đó không hề đúng. giảm, cái đó họ vẫn có nghĩa yeah. là ăn bớt lại, xài bớt lại nhưng mà để giải trí vẫn phải là ưu tiên hàng đầu. À, công ty CJ Segerstrom and Sons công ty tư nhân một gia đình bá chủ cả cái khu vực ở South Coast Plaza thưa quý vị, họ tuyên bố cho thuê 30.000 square feet vào trong này ngày hôm nay South Coast Plaza quý vị sẽ thấy thêm ba cái thương hiệu nữa và sắp tới đây đó thì um, bởi vì cái số người mà càng ngày càng đổ về điểm đáng chú ý đó riêng ở quận Cam này đó khi mà nói tới một cái phố mua sắm shopping mall mà lớn và đồng thời có nhiều cái thương hiệu sang trọng đó là chỉ có mỗi Sao Coast luôn. Quý vị thấy không? Chỉ có mỗi Sao Coast thôi. Cái outlet thì mình có nhưng mà quý vị phải lên trên LA hoặc là đi xa hơn nữa. Nhưng mà riêng với cái khu vực Sao Coast lại là nơi người Việt Nam, người châu Á và vì thế trong thời gian qua Như Ngọc Lan vừa trình bày đó cái số người du lịch khi mà họ tới quận Cam đó hoặc là đi Disneyland vân vân. Nói chung đó, là đi Los Angeles là họ phải tìm kiếm đến quận Cam và vào nơi đây, mình có Fashion Island vân vân nhưng mà cũng không thể so bì với lại South Coast được. À, và vì thế người ta vào đây. À, quý vị vào đây thì phần lớn um, nếu mà mua những cái thương hiệu thì mình vào mua nhưng mà đồng thời vào đây cũng ăn uống rồi đi chơi bởi vì nó rộng lớn lắm. Rồi uh, hai khu vực hai bên nữa có cả khu bán đồ furniture vân vân cho nên nó quá rộng lớn luôn apple nhiều thứ nữa để mua sắm cho nên đó là lý do nó rộng lớn như vậy dễ dàng tạo cái sự mua sắm mà chưa kể lại rất nhiều các nhà hàng tập trung ở đây nữa và nhân nói đến vấn đề mà nhà california thì đây là bản tin để cho thấy là tại sao nó gây khó khăn thêm cho người mua nhà mình cũng không hiểu được nhà là cho đến giờ phút này họ nói rằng trong 2 năm vừa qua đó có vẻ như cái thị trường nhà đất ở California nó nó có chậm lại, trong bản tin này nói là khu cool nào có chậm lại. Nhưng mà bắt đầu bước vào 2023 và sang tới bây giờ này đó, giờ đây họ nói riêng các thành phố như San Jose và Oakland miền Bắc. San Jose nhà nó đắt lắm rồi đó cái giá nhà ở đây đến năm 2030 tôi nghĩ là phải trên 2 triệu đô la một căn đó, giá trung bình. Trong thời gian qua họ thấy đã tăng thêm 20%. Đặc biệt là investor activity mới là Ngọc, Ngọc Lan. Người đầu tư lại tiếp tục đổ xô vào California mua nhà. Và đó là lý do tại sao nhà mà khan hiếm đến như thế. Quý vị đi từ quận Cam cho tới miền Bắc đó và và điều này đã khiến ngăn cản những người họ muốn dọn trở về hoặc là muốn di cư từ tiểu bang khác vào California đi tìm một căn nhà bây giờ đó là quý vị đương đầu với người đầu tư họ trả tiền mặt và cái thương vụ nhà cửa gia tăng đặc biệt ở khu vực miền Bắc San Jose và ở Oakland mà riêng ở miền Nam cũng thế, như thế thôi quý vị đi tìm thử nhà ở Fountain Valley xem coi không có một căn nhà nào mà nó đăng bán mà nó nó đến tay mình á hôm vừa rồi thì uh, chứ tôi biết người bạn bán một căn ở Fan Valley đó có thể nói gần cả trăm người vào xem và họ trả cái giá bây giờ là sơ sơ trên một trăm ngàn đô la để mua một căn nhà Fan Valley Cái nhà này rất đẹp uh, nằm sát với Huntington Beach tức là bước qua bên kia đó là Huntington Beach bên này là cuối và đi một chút xíu, một vài dặm là xuống biển rồi. Cho nên cái khu Phan Valley có nhiều khu lắm. Phan Valley có khu gần Santana thì giá nó rẻ hơn, mà khu gần với Huntington Beach thì giá nó cao hơn rất nhiều, mặc dù cả hai đều có cái diện tích như nhau. Cho nên nó tùy theo mỗi một cái nơi. Nhưng mà giá quý vị thấy nhìn thậm chí đó, hôm vừa rồi gần nhà chúng tôi có một cái căn có hai phòng ngủ thôi. Nhà chút xíu à, ngàn square feet, 660.000. Wow. Uh, thao home nó condo town home gì đó 1000 square feet mà bây giờ đang lấy giá 660 ngàn mời bán như thế này cho nên họ nói um, số nhà thiếu đã khiến cho cái thị trường nó tăng lên cộng với người đầu tư vào nữa mà không chỉ ở California anh Thủy, trong thời gian là... qua mặc dù mình nghe rằng là lãi suất ngân hàng tăng nhiều quá Đúng. cho nên là thị trường ừ. nhà sẽ trao đảo vân vân. Nhưng mà không chỉ ở riêng tiểu bang California, Ngọc Lan thấy ở những tiểu bang ví dụ như Maryland, khi mua nhà Mấy vẫn phải trả là... cao hơn nhà, yeah. yeah, vẫn phải trả cao hơn cái giá ừ. người ta đưa ra chứ không phải là uh, cái kiểu như là bán đổ bán tháo hoặc là như nhiều người ừ. nói Cho nên là thị trường nhà vẫn thu hút rất thực là nhiều Thực ra đó ví dụ như là mình nói nhé Nhà bên Florida nó tăng Nhưng mà thực ra đó Ở cái khu vực gần biển Mà đặc biệt những cái condo Mà đang gặp trở ngại Với vấn đề bảo hiểm Hoặc vấn đề mà gia cố căn nhà đó Thì chủ nhà họ bán tháo rất nhiều Cho nên quý vị vào trong cái list đó Thấy rất nhiều nhà đang bán ở đây Và giá họ cũng giảm nữa Chứ không phải là tăng Austin, Texas cũng thế Chúng tôi quay trở lại ngay sau phần quảng cáo quý vị